Thầy chào em. Bây giờ giáo hướng dẫn các em cái bài học sinh lớp 5 ấy, cái bài 48 là cộng hai số thập phân. Thì hôm nay thầy không có ở nhà thì cho nên thầy giáo chưa hướng dẫn kỹ cái bài này. Thì chắc là cô Yến hoặc là ai dạy các em bài này thì chắc các em cũng biết cách làm rồi. Bây giờ thầy giáo hướng dẫn lại một chút nhé. Thầy muốn cộng hai số thập phân thì cách làm như thế nào? Thì thực ra nó rất là đơn giản các em ạ. Nó cộng y như cộng số tự nhiên vậy. Nhưng mà nó chỉ khác một điều, đó là gì? Đó là ở số tự nhiên thì là các hàng đơn vị, thẳng hàng đơn vị, trục thẳng hàng trục. Đấy. Còn ở số thập phân và các hàng còn lại thẳng cột với nhau. Còn ở các số thập phân thì em thấy là các hàng cũng thẳng với nhau, nhưng thêm hàng là phần 10 thẳng phần 10, phần trăm thẳng phần trăm, phần nghìn thẳng phần nghìn. Đấy. Còn phần nguyên thì cũng vậy, phần đơn vị thẳng phần đơn vị, trục thẳng trục như này. Nhưng mà lưu ý là có thêm một cái nữa là em hạ cái dấu phẩy ấy, nó phải thẳng cột với nhau. Đây là em nhìn thấy ở bốn phép tính ở bài tập 1 này, các bạn em thấy dấu phẩy nó hạ rất là thẳng hàng này, dấu phẩy phải hạ thẳng cột với nhau nhá. Đó, đồng thời các hàng phần 10 phải thẳng hàng phần 10, phần trăm thẳng hàng phần trăm và phần nghìn thẳng hàng phần nghìn. Các hàng còn lại phải thẳng cột với nhau. Và mình cộng y như cộng số tự nhiên. Cộng số tự nhiên là cộng, vậy thì cộng như nào? Cái thứ tự cộng chúng ta đều phải cộng từ phải sang trái. Đấy. Cái cộng như vậy. Cộng y số tự nhiên mà. Đấy, ví dụ như này ở đây nhá. Đúng là 5 cộng 3 bằng 8, viết 8 vào đây, thẳng cột vào, thẳng cột vào. 7 cộng 6 13, viết 3 nhớ 1. 4 cộng 12 là 6 mới thêm 1 là 7. Đó. Xong rồi dấu phẩy ở tổng này, ở kết quả này hạ thẳng dấu phẩy ở các của các số hạng, hạ thẳng vào đấy. Nếu bạn nào không thích bạn hạ thẳng dấu phẩy vào đây luôn được như này, này không sao cả. Nếu cách làm bình thường như vậy. Xong đó em cộng từ phải sang trái. 8 cộng 4 là bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 thêm 1 là 5. Đó. 9, 7 là 16, 6 nhớ 1. 3 thêm 1 là 4. Đó. 75,91 cộng này, các em thấy cái này nó cứ thẳng cột thôi, giống như cái này không nằm thêm bên ngoài, phần trăm không có thôi cả, hàng trăm không có thôi, còn phần trăm là thẳng phần trăm đúng không? Phải sang trái này bằng 10 này đúng không? Viết 0 nhớ 1. 9, 8, 17 mới thêm 1 là 18, viết 8 nhớ 1. Xem đây. 6 cộng 7 13. 7 cộng 5 12 mới thêm 1 là 13, viết 3 nhớ 1. 76 bằng 13 mới thêm 1 là 14, viết 4 nhớ 1. 3 mới thêm 1 sẽ là 4. Đấy, dấu phẩy hạ thẳng dấu phẩy. 443,8. Cái này cũng tương tự như vậy. Đấy, em hạ vào kết quả này. 5 là bằng 14, viết 4 nhớ 1. Sang đây là 78, 75 mới thêm 1 là 16, viết 6 nhớ 1. 9, 6, 15 nhớ 1 là 16, viết 6 nhớ 1. 0, 0, 0, 0 mới thêm 1 là 1. Hạ thẳng dấu phẩy vào đây. Đấy. Đấy là xong bài tập số 1. Bây giờ đến bài tập số 2 thì yêu cầu đặt tính rồi tính. Thì em lưu ý là khi đặt tính ấy, các em nhìn ở bài tập 1 các em sẽ học được bài tập 2. Lưu ý là các hàng phải thẳng cột với nhau, đặc biệt là dấu phẩy phải thẳng cột với dấu phẩy. Hàng phần 10 phải thẳng hàng phần 10. Hàng phần trăm hàng thẳng hàng phần trăm. Các hàng còn lại tương ứng thẳng cột với nhau. Làm như vậy là sẽ được. Đấy, giờ sẽ đặt thử cái này nhá. Cái này cũng là mình sẽ viết cái số hạng thứ nhất, tức là 7,5 trước này. Các em viết dịch cho một tí. Sau đó các em viết số hạng thứ hai là 9,8. Sao cho cái 8 phần 10 phải thẳng 5 phần 10. 9 đơn vị phải thẳng 7 đơn vị, dấu phẩy phải thẳng dấu phẩy. Đấy. Sau đó các em dùng thước kẻ. Các em đặt vào đây, các em kẻ thầy giáo. Dùng thước kẻ như thế nhé. Dấu cộng đặt giữa hai cái số hạng này. Và mình cộng bình thường cũng từ phải sang trái. 8 cộng 5 là bằng 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 7 cộng 9 là bằng 16, mới thêm 1 nữa là bằng 17. 17,3. Đấy. Tương tự như vậy, các hàng này, cái này các em cộng cho thầy nhá, xem bằng bao nhiêu nhá. Đấy. Đặt cột vào để mai giáo kiểm tra xem bằng bao nhiêu. Đấy. Vậy là xong bài tập số 2. Bây giờ đến bài tập số 3. Bài số 3 thì mình phải đọc đồ bài. Con vịt cân nặng là 2,7 kg, mà con ngỗng cân nặng hơn con vịt là 2,8 kg, hỏi cả hai con cân nặng bao nhiêu kg. Như vậy thì ở đây cái gì đã biết và cái gì chưa biết mình hỏi bài, bài toán cho biết gì, bài toán cho biết là con vịt là cân nặng 2,7 kg đúng không, con ngỗng thì cân nặng hơn con vịt là 2,8. Vậy thì con chúng ta chưa biết là con ngỗng cân nặng bao nhiêu, mà chỉ biết là con ngỗng cân nặng hơn con vịt là 2,8. Vậy thì chúng ta phải đi tìm xem là con ngỗng cân nặng bao nhiêu. Đấy, sau khi tìm được con ngỗng cân nặng bao nhiêu rồi thì mình làm nào để biết hai con, là mình sẽ lấy số cân nặng của con vịt cộng với cái số cân nặng của con ngỗng mình vừa tìm, mình sẽ ra là cả cân nặng của cả hai con. Đấy, vậy cái câu đầu tiên mình phải trả lời là tìm số cân nặng của con ngỗng đúng không? Thì
thì mình trả lời là con ngỗng cân nặng là con ngỗng cân nặng là giải quyết nhanh gì nhé. Đó. Nó hơn con vịt là 2,7, nó hơn lên 2,8 kg cộng vào thì con ngỗng nó sẽ là 7 cộng 8 nó bằng 15, với 5 nhớ 1 nó sẽ là 5,5 cân, 5,5 kg. Đấy. Thế họ bảo bây giờ là hỏi cả hai con cân nặng bao nhiêu, mình trả lời là hai con cân nặng là hai con cân nặng là vịt là bao nhiêu, vịt là 2,7 kg cộng với ngỗng là 5,5 kg. Đấy, thì 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 5 cộng 2 là 7, thêm 1 là 8, 8,2 kg. Nó đáp số đúng không, đáp số 8,2 kg là cân nặng của cả hai con vịt và ngỗng. Vậy là xong bài tập số 3. Chẳng qua người ta ôn lại mình cách cộng cái số thập phân thôi. Rồi thì chào các em.